The Freestyle là một chiếc máy chiếu mới, nhỏ nhưng có võ của Samsung, được thiết kế và trang bị nhiều tính năng giúp chủ nhân thể hiện bản thân. Giờ thì cùng khám phá The Freestyle nhé! Đầu tiên là về thiết kế. Với thiết kế cực kỳ tối giản và chỉ nặng 800g, nhiều người sẽ lầm tưởng đây chỉ là vật trang trí trong nhà. Tôi muốn nói là nó siêu nhẹ và rất tối giản. The Freestyle sẽ thu hút nhờ vẻ bề ngoài, sẽ là thiếu sót khi nói về thiết kế mà không nhắc tới chân đỡ máy chiếu. Chân đỡ giúp máy chiếu có khả năng xoay 180 độ, cùng xem việc thay đổi góc chiếu dễ dàng như thế nào. Đây là sự mượt mà khi thay đổi và cách cố định máy chiếu. Với việc có chân đỡ này, bạn có thể để máy chiếu ở bất cứ đâu, trong nhà hoặc ngoài trời. Giờ đây, kể cả khi bạn không ở nhà thì việc cấp nguồn cho The Freestyle là chuyện nhỏ. Bạn chỉ cần kết nối với pin sạc dự phòng thông qua cổng USB Type-C và tận hưởng một bộ phim tuyệt vời. Xong, siêu dễ dàng, ngoại hình đẹp, cài đặt nhanh và tính di động cao. Đây là chiếc máy chiếu với sự tiện lợi và tính linh hoạt chưa từng có. Và để chiều lòng những khách hàng trung thành, một viên pin dự phòng đã được thiết kế riêng cho The Freestyle sẽ sớm ra mắt. Vì vậy, hãy để ý tin tức nhé. Cho những ai muốn mang cảm giác thoải mái như ở nhà, ra không gian ngoài trời thì The Freestyle là một món đồ phải có. Gia đình và bạn bè của bạn chắc chắn sẽ vô cùng thích The Freestyle.